Chiều ngày 16 tháng 11 theo giờ địa phương tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, nhân dịp tham dự tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 30, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Chủ tịch nước đề nghị hai bên duy trì trao đổi cấp cao và các cấp, tăng cường hợp tác giữa các địa phương, duy trì các cơ chế đối thoại hiện có về chính trị, ngoại giao, quốc phòng an ninh, kinh tế thương mại, đề nghị Thủ tướng và Chính phủ Canada tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Canada, và Canada tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tham gia tích cực và hiệu quả hơn trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình. Chủ tịch nước cho biết Việt Nam chào đón Thủ tướng Justin Trudeau thăm Việt Nam trong thời gian tới. Thủ tướng Trudeau chia sẻ các ý kiến của Chủ tịch nước về tình hình và định hướng phát triển quan hệ hai nước, khẳng định Canada coi trọng quan hệ với Việt Nam, bày tỏ ấn tượng về tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam. Trong bối cảnh có nhiều thách thức, Canada sẽ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, giáo dục đào tạo, quốc phòng an ninh và giao lưu nhân dân.